kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bé ở Nghệ An mất tích bí ẩn trước cửa nhà khi đang chơi với anh trai. Sau 3 ngày, lực lượng chức năng mở rộng địa bàn, điều chó nghiệp vụ để tìm kiếm thì đã tìm thấy cháu bé cách nhà khoảng 200 m Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ thông tin bé trai mất tích. Công an tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc mất tích bí ẩn của bé trai. Theo đó, lãnh đạo công an thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An xác nhận, hiện đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ liên quan đến vụ cháu bé Đoàn Phúc A, 2 tuổi, chú phường Quỳnh Xuân được tìm thấy sau 3 ngày mất tích bí ẩn. Trước đó, cơ quan công an cũng đã mời những người liên quan, những người tìm thấy cháu bé đầu tiên lên viết tường trình để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Để phục vụ điều tra và tìm kiếm cháu bé, trước đó, công an thị xã Hoàng Mai cũng đã trích xuất dữ liệu từ hàng chục camera an ninh tại khu vực gia đình cháu Đoàn Phúc A sinh sống cùng với các camera an ninh dọc quốc lộ 1A. Công an thị xã Hoàng Mai cũng khuyên cáo người dân không bịa đặt thông tin liên quan về vụ việc gây hoang mang cho dư luận. Theo ông Nguyễn Đình Hành, chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết, sau khi được đưa đi bệnh viện tuyến để thăm khám, kiểm tra tổng quát sức khỏe, hiện tại cháu Đoàn Phúc A đã được đưa về nhà chăm sóc. Kết quả cho thấy cháu Phúc A khỏe mạnh bình thường. Bác sĩ Hồ Trọng Trường, trạm trưởng trạm y tế phường Quỳnh Xuân thị xã Hoàng Mai cho biết, thời điểm cháu Đoàn Phúc A mới được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích, cháu bé này có biểu hiện lạnh, tâm lý hoảng sợ. Trên mặt, người chân và tay của cháu bé có nhiều vết xây xước, có thể do cành cây gây ra. Sau khi được sưởi ấm và chăm sóc, cháu Phúc A ổn định sức khỏe, có thể ăn cháo uống sữa. Tuy nhiên, lúc ngủ, cháu bé có biểu hiện giật mình, sợ hãi. Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 11, cháu Đoàn Phúc A 2 tuổi đi theo anh trai 7 tuổi ra trước cổng nhà. Ít phút sau không thấy cháu Phúc A đâu, người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được, nên đã trình báo chính quyền địa phương, cơ quan công an. Những ngày sau đó, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng, cơ quan công an đã tiến hành tìm kiếm cháu bé. Cơ quan công an cũng đã huy động thêm cháu nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm cháu bé. Được biết, cháu Phúc A là con thứ ba trong gia đình có bốn anh em. Chị Đê Thị Huyền sinh năm 1993, mẹ cháu Phúc A cho hay, gia đình chị làm nông và không có mâu thuẫn gì với ai. Sau khi cháu Phúc A mất tích, gia đình chị cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi nào về thông tin cháu bé. Đến 8 giờ 25 phút sáng ngày 2 tháng 12, chị Nguyễn Thị Thủy, 43 tuổi, họ hàng của Phúc A, cùng hai người cô lên khu vực đồi sau nhà để tiếp tục tìm kiếm. Thì phát hiện cháu bé đang ngồi ở dưới lòng khe cạn nước. Vị trí phát hiện cách nhà chừng hơn 200 mét. Thời điểm phát hiện, cháu Phúc A chỉ mặc áo không mặc quần. Tâm lý cháu Phúc A hoảng sợ, khóc nhiều. Đáng nói, khu vực này hai ngày qua đã được gia đình và cơ quan chức năng giả soát nhưng không phát hiện điều gì. Theo chị Thủy, Tôi nói hai người đi cùng bước chậm lại để nghe rõ tiếng khóc hơn và lần theo hướng của tiếng khóc. Chúng tôi vừa tiến lại gần theo hướng khóc, vừa gọi tên, gấu ơi, gấu ơi. Tên gọi ở nhà của Phúc A, thì cháu bé quả khóc gọi mẹ. Tôi chạy lại để tìm, thì phát hiện cháu đang ngồi ở dưới khe cạn nước, sâu khoảng hơn 2 mét. Tôi vui mừng nhảy xuống bê cháu bé, rồi hai người bên trên kéo lên. Thời điểm phát hiện, cháu Phúc A tỉnh táo, sức khỏe bình thường, nhưng tinh thần hoảng loạn và khóc. Trên người cháu không mặc quần, tay chân có vài vết xây xương nhẹ, không lấm bẩn nhiều. Đặc biệt, hai ngày qua, thời tiết trên địa bàn phường Quỳnh Xuân có mưa, nhưng thời điểm tìm thấy thì cháu Phúc A không hề bị ướt, áo và đầu của cháu bé khô ráo. Sau đó, cháu A được bế về nhà ủ ấm cho ăn bánh uống sữa. Gia đình cũng lập tức báo tin cho chính quyền địa phương và cơ quan công an về việc đã tìm thấy cháu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ mất tích. Tìm kiếm cháu bé mất tích bí ẩn ở Hà Tĩnh được biết trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, cháu Hưng đi theo ông nội xuống thăm người thân bị ốm ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, tỉnh Hà Tĩnh. Chưa một lúc, gia đình tá hỏa không thấy cháu đâu, nên thông tin cho nhiều người tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với công an huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm. Tuy nhiên, sau gần một ngày tổ chức tìm, vẫn chưa thấy tung tích cháu bé. Chị Trần Thị Hà, sinh năm 1997, trú tại thôn Trung Sơn, cô ruột của cháu Hưng cho biết, bố mẹ cháu Hưng đi nước ngoài làm ăn, hiện cháu sống cùng ông bà nội. Cháu bị tự kỷ nên thường hay chạy lung tung, tuy nhiên chưa bao giờ đi xa. Chị Hà khẩn thiết mong muốn tìm lại cháu. Chị cho biết, gia đình chúng tôi rất lo lắng và hoang mang, gần một ngày vẫn chưa thấy tung tích cháu. Cầu mong ai thấy hoặc đang cư mang cháu xin thông báo cho gia đình. Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm tung tích cháu Đậu Tuấn Hưng, sinh năm 2019, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cưng Gián. Theo như thông tin từ phía gia đình, khi đi cháu mặc áo màu xanh nước biển, quần đùi màu đen, cháu cao khoảng 90cm, nặng 17kg. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân cũng đăng tải hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, sau bao nỗ lực tìm kiếm cháu bé, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy cháu đậu tuấn hưng trong trạng thái đã tử vong chủ tịch ủy ban nhân dân xã cương gián thông tin cháu hưng được phát hiện tử vong tại cống đá bạc thuộc thôn đại đồng xã cương gián nghi bị đuối nước khu vực cháu gặp nạn cách nhà người thân không xa địa phương đã bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng sự việc trên xảy ra là điều không ai mong muốn chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình nạn nhân một lần nữa hồi chuông cảnh báo về nạn đuối nước ở trẻ em lại vang lên Mỗi gia đình, vị phụ huynh cần trang bị cho con em những kỹ năng bơi lội cần thiết và nghiêm cấm trẻ em chơi đùa ở các khu vực sông suối, ao hồ. Đặc biệt hơn, đối với những trẻ có khiếm khuyết về mặt nhận thức, gia đình cần trông coi để mắt đến các em nhiều hơn để không tiếp diễn những vụ việc đáng tiếc như trên. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Hàng năm số trẻ tử vong do đuối nước lên đến hàng nghìn trẻ vô cùng thương tâm. Với rất nhiều sông suối, hệ thống kênh rạch chằng chịt là môi trường không an toàn đối với sự an toàn của trẻ. Ngay cả những dụng cụ chứa nước trong gia đình cũng là một trong số những tác nhân gây nguy hiểm cho trẻ. Để giảm thiểu tình trạng đuối nước, mỗi gia đình cũng như toàn cộng đồng cần có những biện pháp cũng như dạy con trẻ những kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước. Mỗi khi bắt đầu vào hè, trên cả nước lại xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, khiến các gia đình và cả cộng đồng đều lo lắng thương tâm. Theo đó, học sinh được nghỉ học, cộng với thời tiết nắng nóng nên biển, ao hồ, sông suối trở thành địa điểm lý tưởng để các em vui chơi, đặc biệt là hoạt động bơi lội. Cũng từ đây, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, và thực tế cũng cho thấy tình trạng đuối nước xảy ra nhiều ở các vùng nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối, vắng người qua lại. Cuối tháng 2 năm 2023, tại thôn Nam Định, xã Đắc Gần, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông, xảy ra vụ đuối nước khiến 4 trẻ từ 4 đến 6 tuổi tử vong khi rủ nhau tắm tại hồ chứa nước dùng để tưới cà phê gần nhà. Chiều 24 tháng 9, có 3 cháu nhỏ là anh chị em ruột và họ hàng đều trú ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được bà đưa tới khu vực hồ chứa nước Phước Hòa thuộc thôn Tây Phước để chơi. Trong lúc vui đùa cùng diều, không may cả ba em bị trượt chân ngã xuống hồ chứa nước Phước Hòa. Khi phát hiện các cháu bị đuối nước, người bà đã chi hô người dân cứu vớt. Nhưng khi được đưa lên bờ thì cả ba em đều đã tử vong. Và còn rất nhiều những vụ trẻ em đuối nước thương tâm khác xảy ra. Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong ngày hội gia đình phòng chống đuối nước trẻ em hồi tháng 7 vừa qua, ông cho biết những năm gần đây, số trẻ tử vong do đuối nước có xu hướng giảm, mỗi năm cứu sống gần 100 trẻ. Tuy nhiên, số tử vong vẫn cao và vẫn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em. Bên cạnh đó, đuối nước có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, kể cả những người bơi thành thạo cũng có thể bị đuối nước. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xử lý đúng cách có thể để lại các tổn thương thậm chí là dẫn đến tử vong. Trẻ em có thể bị đuối nước ở bất cứ đâu. Tại nhà, tại trường học, khi theo bố mẹ đi nghỉ mát, trên đường đi học về, nhưng phổ biến nhất là trẻ rủ nhau tắm. Khi một cháu bị đuối nước, các cháu còn lại tìm cách cứu nhau hoặc bám giữ nhau, dẫn đến có những vụ nhiều cháu tử vong một lúc. Ông Nam cho hay, nguy cơ bị đuối nước cao nhất khi chơi đùa tại các sông hồ, ao hoặc bãi biển, kể cả các vùng nước ở công trình đang thi công hoặc bể chứa nước. Bởi vậy chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa những giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ như dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước muốn tránh được giảm được tình trạng đuối nước theo các chuyên gia trước hết phải dạy trẻ biết bơi cùng với việc học bơi cần dạy kỹ năng an toàn cho trẻ đó là dạy cho các em kiến thức an toàn khi tham gia môi trường nước và nhận biết môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi xuống bơi hoặc giúp các em có kỹ năng nhận biết vùng nước sâu nguy hiểm để phòng tránh khi trẻ có kỹ năng sống và kỹ năng ứng phó để tự cứu mình trong những tình huống nguy cấp thì nỗi lo của cha mẹ cũng vơi bớt đi phần nào hơn thế nữa, cần trang bị cho các em những kỹ năng giúp người bị tai nạn đuối nước, cứu người đuối nước bằng cách gián tiếp. Thông báo mọi người xung quanh được biết, ném các vật nổi cho nạn nhân, sử dụng các dụng cụ cứu hộ như phao cứu sinh, gậy, dây để hỗ trợ. Để phòng chống đuối nước với trẻ em, chuyên gia khuyến nghị, các địa phương cần ra soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi. Bà Nguyễn Thu Hiền, giám đốc trung tâm giảng viên bơi lội bể bơi nước muối Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, sự lơ là chủ quan của người lớn trong việc chăm sóc quản lý con em, môi trường sống mất an toàn từ trong gia đình tới ngoài cộng đồng. Điều quan trọng là nhiều trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhiều địa phương còn thiếu điểm vui chơi giải trí cho trẻ nên tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước vẫn thường xuyên xảy ra. Theo bà Hiền, cha mẹ nên cho trẻ đến các trung tâm dạy bơi chuyên nghiệp để trẻ được dạy các kiến thức về nhận biết môi trường nước nguy hiểm, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy. Ngoài ra cần làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu nguy hiểm để nhắc nhở và cảnh báo trẻ em. Các trường phổ thông cần đưa nội dung về phòng chống đuối nước, thương tích ở trẻ em và nhắc nhở thường xuyên trong các buổi sinh hoạt ở lớp, sinh hoạt chào cờ. Về phía chuyên gia y tế, theo khuyến cáo của bác sĩ trung khi gặp nạn nhân bị đuối nước phải nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của người bệnh nếu nạn nhân có dấu hiệu bất tỉnh ngừng thở cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn kiên trì đến khi người bệnh có nhịp tim trở lại thì nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời trên đường đi vẫn phải cấp cứu cho người bệnh để đảm bảo hô hấp và tuần hoàn trong trường hợp người bệnh khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo tự thở được cần lau khô ủ ấm đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị. Hiện nay việc dạy bơi cho trẻ chỉ dừng lại ở mức độ tự phát, tình trạng thiếu bể bơi, thiếu kỹ thuật bơi căn bản cũng là yếu tố ảnh hưởng tới việc dạy trẻ kỹ năng bơi lội. Để hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em thì cần trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội. Hy vọng rằng nạn đuối nước ở trẻ em sẽ giảm thiểu, đặc biệt với các trẻ tự kỷ, kỹ năng nhận thức hạn chế, phụ huynh cần tìm hiểu những phương pháp bảo vệ an toàn khi tới những nơi sông hồ những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại